Dạ, xin cảm ơn hai anh em ở Tuyên Quang hôm nay mùng 3 xuống mở hàng khai xuân cho nhà Minh Thiên khuôn mẫu. Đấy, bạn ấy ở Tuyên Quang nhé, đấy, mua khuôn con tiện cầu thang về để làm cầu thang cho nhà sàn. Đó. Năm mới thì xin chúc toàn thể gia đình nhà ta luôn mạnh khỏe và sung túc. Đấy, xin cảm ơn anh và em nhé. Chú trẻ khỏe, năng động, bước vào cuộc sống rất là sớm, cũng đã từng thất bại rồi. Đấy là những cái vốn quý. Người khách đầu tiên của công ty năm 2024. Chú là phóng đốc ra hàng hiếp cho nó khá khá, okay. Lấy may. Nhất trí. Quan trọng là cái duyên. Biết rồi cái đấy. Nó đang chờ rất nhiều người bán, hàng mà quý mình thì đến. Đấy. Đấy là sáng dậy ra ngoài nhà chú này là vợ ngủ chưa dậy, không có bao nhiêu cho kể cả. Đúng rồi, không quan trọng vấn đề đấy. Quý nhất là người khách đến mở hàng sớm nhất, là công ty sớm nhất. Đúng vâng, ok anh. Một trong những người trẻ tuổi mà lại năng động, nhiều nghị lực. Đấy. Bình thường tuổi này bọn nó vẫn uống rượu, đi chơi, đá gà, đi ăn, chuyển đủ kiểu. Mà trong khi em Lý là sinh năm 98 đấy. Thì nhiên 98 mới bắt đầu khởi nghiệp. Nhớ lại bắt đầu khởi nghiệp để làm hàng bê tông đúc sẵn. Ok không nghe. Ok, xin cảm ơn em nhé. Rồi chị cảm ơn em. Tóm lại là em chào anh.